các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ba nhỏ, nước. Nước có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống, chiếm trên 70% trọng lượng cơ thể và là thành phần chủ yếu của môi trường, gồm dịch thể, máu, bạch huyết, nước ở gian bào. Mọi phản ứng sinh hóa trong quá trình chuyển hóa của cơ thể đều diễn ra trong môi trường nước. Nếu cơ thể thiếu 10% lượng nước thì chức năng sinh lý sẽ bị rối loạn. Nếu thiếu từ 15 đến 20 sẽ chết. Vì vậy, nước có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống. Nơi nào không có nước, ở đó chẳng thể có sự sống. Tuy nhiên, hoàn toàn không phải vì thế mà cố tình thổi phồng vai trò của nước đối với cuộc sống thường ngày. Cái gì cũng vậy, luôn có giới hạn của nó. Tây y và những trường phái chịu ảnh hưởng luôn cho rằng uống nước càng nhiều càng tốt, trong khi đông y và những trường phái chịu ảnh hưởng lại cho rằng nên uống ít nước, thậm chí càng ít càng tốt. Cả hai quan điểm trái ngược ấy chưa lý giải một cách thỏa đáng nhu cầu về nước của cơ thể, nhưng tính thuyết phục chưa cao. Nhiều người còn băn khoăn, đắn đo trước việc lựa chọn chế độ uống nước thích hợp cho bản thân. Tôi xin bàn kỹ hơn vấn đề này như sau. Thứ nhất, trong thức ăn hàng ngày, cơm đã chứa lên đến 70% lượng nước, rau trên 80%, canh trên 90%. Vì vậy, ăn no là đã đủ nước rồi, uống nước chỉ là để bổ sung thêm thôi. Thứ hai, uống nước nhiều sẽ làm loãng máu, từ đó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng sau: giảm áp suất thẩm thấu của máu, khiến hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, thực bào phải sống trong môi trường không thích hợp, dẫn đến sức sống và hoạt động giảm sút, nên chống già, chống chết. Do vậy, sức đề kháng giảm, cơ thể suy nhược. Tim là cơ quan làm việc cần mẫn, suốt từ thời kỳ bào thai cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, không hề nghỉ ngơi dù một phút. Mỗi phút, tim người thường đập từ 70 đến 75 nhịp. Một ngày đêm, tim bơm đi khoảng 7.000 lít máu. Một năm, bơm khoảng 2.555.000 lít máu. Cả cuộc đời, tính bình quân là 70 tuổi, tim phải bơm đi một lượng máu lên đến 178.850.000 lít máu. Để máu lưu thông liên tục trên 100 km trong các mạch máu lớn nhỏ trong cơ thể, một tế bào máu đi từ tim đến đầu ngón chân rồi trở về tim chỉ trong 12 giây. Trong điều kiện bình thường, trái tim đã làm việc rất nặng nhọc như thế. Nếu uống nhiều nước, máu loãng ra, tim phải đập nhiều hơn để đảm bảo đủ hồng cầu đi nuôi cơ thể, tức là phải đảm nhận thêm nhiệm vụ bơm lượng nước vô ích đi khắp nơi. Vì vậy, những người uống nhiều nước luôn có nhịp tim đập nhanh hoặc rất nhanh so với bình thường, nên rất hại cho tim. Hơn thế nữa, máu loãng thì khả năng trao đổi chất với các tế bào, mô, cơ quan giảm sút. Vì vậy, người uống nhiều nước sẽ hay mệt mỏi, sức chịu đựng và khả năng đề kháng suy sụp. Thế mà y khoa lại khuyến khích mọi người uống nước nhiều để tăng cường khả năng đào thải độc tố. Thì thật là không còn gì để nói nữa. Bình thường, lượng nước trong cơ thể được giữ cân bằng qua cảm giác khát khi thiếu và đi tiểu khi thừa. Uống nhiều nước thì thận phải làm việc nhiều hơn để lọc và đào thải nước thừa. Do vậy, hiển nhiên sẽ làm hại thận. Thậm chí, sau khi uống nhiều nước là phải đi tiểu ngay. Đó là tiếng nói của cơ thể: tôi không cần nước nữa, xin đừng đưa thêm vào. Đưa nước vào là tôi tống ra ngay đây này. Mà tiếng nói của cơ thể là luôn luôn trung thực và chính xác. Thế nhưng, con người hiện đại tuy rất thính nhạy với tiếng nói của người bên cạnh, của đồng nghiệp, của đài ngoại quốc, nhưng lại hoàn toàn điếc trước tiếng gào thét của chính cơ thể mình. Thứ ba, lập luận có vẻ thuyết phục của y học hiện đại là uống nhiều nước để tạo nên sự chênh lệch nồng độ, dễ đào thải độc tố. Theo tôi, lập luận này hoàn toàn sai vì uống nhiều nước thì đi tiểu nhiều, nước tiểu trong, tức là nồng độ chất thải loãng. Uống ít thì đi tiểu ít, nước tiểu đặc, tức là nồng độ chất thải đặc. Vì vậy, không phải uống nhiều nước thì sự đào thải chất độc sẽ tăng cường như tương ứng. Bởi vì, khác hẳn với vật chất vô sinh, cơ thể sống có khả năng vận chuyển chất, đi ngược chiều radian nồng độ. Cụ thể là tôm, cua, sò, ốc, hến không thể gặm được những cục đá vôi, mà chúng có thể lấy canxi từ nước để xây dựng, bồi đắp cho vỏ của mình ngày càng lớn lên, mà hàm lượng canxi trong nước thấp hơn so với vỏ của chúng. Mồ hôi mặn, mùi nồng hơn máu do nồng độ muối, clo và các chất độc cao hơn trong máu rất nhiều. Hàm lượng ure và các chất độc tố trong nước tiểu cao hơn nhiều trong máu. Thế nhưng, các chất đó vẫn được đào thải từ máu
ra mồ hôi và nước tiểu. Mặt khác, quá trình trao đổi chất của cơ thể, hấp thu và đào thải không hoàn toàn tuân theo các quy luật của vật chất vô sinh. Thế nên, chẳng phải uống nhiều nước thì sự đào thải sẽ tăng lên tương ứng. Hơn thế nữa, thực tế cho thấy cơ thể thừa nước thì quá trình đào thải còn bị cản trở, trì trệ rất nhiều. Vì vậy, nếu cho rằng phải uống nhiều nước để gột sạch cơ thể là cách tư duy mang tính cơ giới đơn thuần, đã coi bộ máy bài tiết với các quản cầu Mangifi cực kỳ tinh tế của cơ thể như các ống thủy tinh và bình bằng sành vậy. Thứ tư, lập luận rằng cơ thể có gần 80% nước nên phải uống đủ và bù cho nó. Đó là hoàn toàn vô lý vì lượng nước trong mọi cơ thể sống luôn tồn tại dưới hai dạng liên kết hay cấu trúc và tự do. Trong đó, nước liên kết chiếm phần lớn, trên 80% thì bền vững, bình thường rất ít thay đổi. Nước tự do chiếm phần nhỏ, dưới 20%, thay đổi liên tục do ăn uống vào, thoát qua mồ hôi, hơi thở, nước tiểu. Uống nước chủ yếu là bổ sung cho lượng nước tự do nên không cần nhiều. Có thể thấy rõ điều này qua thực tế, lá cây dễ bị héo là do mất nước tự do. Từ trạng thái héo úa chuyển thành khô sẽ rất lâu vì đủ lượng nước liên kết ra rất khó. Thứ năm, con người là động vật tiến hóa lên nên các loài vật luôn luôn uống nước rất ít và đi tiểu cũng rất ít. Các loài động vật hoang dã còn uống ít hơn thế nữa. Có thể coi đây là tiếng nói của thiên nhiên, mà thiên nhiên thì vô cùng sáng suốt. Nhưng con người ngày càng chủ quan dựa vào khoa học kỹ thuật nên đã mất hết khả năng nghe và hiểu tiếng nói của ông thầy vĩ đại là thiên nhiên rồi. Thứ sáu, nước thuộc về âm. Uống quá nhiều thì cơ thể sẽ trở nên âm tính, thường có các triệu chứng mệt mỏi, yếu ớt, tim luôn đập quá nhanh hay hồi hộp, đau lưng, suy thận, tiểu đêm, chậm chạp, nhức mỏi, viêm khớp, ra mồ hôi tay chân, béo bẹo, dễ bị viêm nhiễm nên thường xuyên cảm cúm, hen suyễn, viêm họng, viêm phế quản, viêm họng, rã rời, đờ đẫn, ngần ngại, thiếu sinh lực, sợ lạnh, lâu nhớ, chóng quên hay cáo giận vô lý với các việc vụn vặt. Nặng hơn thì tính tình đa nghi, nham hiểm, độc ác, đi khám tây y sẽ không thể phát hiện ra bệnh gì. Tôi đã khuyên nhiều người mắc những chứng bệnh như trên cần hạn chế uống nước, chỉ sau một thời gian ngắn họ đã khéo mạnh, nhanh nhẹn hoặc bát trở lại. Trường hợp điển hình là bệnh nhân ở Đà Lạt, cụ bà NTX, 70 tuổi, bị bệnh tim, nhồi máu cơ tim, tràn dịch màng phổi, đi cấp cứu và điều trị ở bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thầy thuốc chỉ định phải uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, không kể bơm thẳng thức ăn vào dạ dày mỗi ngày 3 lần để có đủ nước và đủ chất. Sau một tuần, người bệnh mê man bất tỉnh, tim đập trên 180 nhịp một phút, đài tiểu tiện tự động, liên tục suốt ngày đêm, cứ đến 2 đến 3 phút là tiểu một lần, 30 phút đến 1 giờ thì đại tiện một lần. Số khăn màng thấm nước tiểu của người bệnh nhiều bằng cả một nhà trẻ. Tính mạng người bệnh như ngàn cân treo sợi tóc. Đã vậy, bất cứ lúc nào bác sĩ phụ trách phòng đến cũng ăn cần nhắc nhở chỉ một câu: phải uống nhiều nước vào nhé, thiếu nước là nguy hiểm lắm đấy. Đến nỗi mỗi lần viên bác sĩ chạy đến, tôi lại nhắc cậu nước đó lại đến rồi. Chẳng hiểu suốt mấy năm học ở đại học, viên bác sĩ đó đã học được những gì mà chị mỗi nhắc nhở bệnh nhân mỗi một câu như vậy. Khi đưa về đến nhà ở Đà Lạt, tôi trực tiếp điều trị. Việc đầu tiên là hạn chế tối đa uống nước và không bơm thức ăn vào thẳng dạ dày nữa, mà chỉ cho ăn, uống theo nhu cầu của người bệnh. Một tuần sau, người bệnh tỉnh lại, nhịp tim giảm dần xuống từ 150 xuống 120, 100, rồi 90, và chỉ còn dưới 80 nhịp một phút. Đại tiểu tiện thưa dần, cơn nguy kịch đã qua, tử thần không rình rập nữa, cuộc sống trở lại. Hơn một tháng sau, người bệnh tỉnh táo, có thể ngồi dậy nói chuyện. Lúc đó, bác sĩ chủ nhiệm khoa lên thăm. Anh rất ngạc nhiên nói với tôi: thế này là anh chữa tốt hơn bọn em rồi. Tôi cười, bổ vai thân mật với bác sĩ đó và nói: các cậu làm sai hết cả rồi. Người bệnh suy sụp đến mức ở ranh giới giữa sự sống và cái chết mà cứ bơm thức ăn vào chỉ làm nên men thối, đầu độc cơ thể. Bơm nước nhiều vào chỉ làm cho tim, thận kiệt quệ, nên bệnh ngày càng nặng hơn là điều tất nhiên. Phục hồi làm sao được? Ở bệnh viện không thể làm ngược lại y lệnh, nên mình quyết định đưa người bệnh về nhà để tự chữa. Và bây giờ cậu thấy đấy. Bác sĩ tỏ ra rất ngỡ ngàng, bối rối trước lập luận cách chữa bệnh của tôi,
và sự phục hồi mau chóng đến ngạc nhiên của người bệnh. Còn tôi cũng ngạc nhiên không kém trước cách chữa bệnh của y học hiện đại, lấy ý nghĩ chủ quan của mình áp đặt lên người bệnh. Thực tế cho thấy, những người khỏe mạnh và sống lâu thường uống ít nước, có khuynh hướng ăn thức ăn khô. Bản thân tôi, sau một thời gian uống ít nước, nhiều bệnh cũ đã khỏi hẳn, hoặc giảm đi rất nhiều, không bao giờ phải đi tiểu đêm, hết đau nhất, nhất là phòng thấp, chẳng còn ra mồ hôi tay chân, không đau lưng và hay bị cảm cúm như trước nữa. Hãn hữu có bị cảm thì cũng chỉ vài phút đến một giờ là hết, chứ không kéo dài hàng tuần, hàng ngày hoặc 10 ngày như trước nữa. Sức khỏe tăng biến lên rõ rệt. Nhìn về quá khứ, chúng ta thấy các cụ ngày xưa thường uống nước bằng chén hạt mít, khi uống thong thả, nhâm nhi, thưởng thức hương vị của tách trà. Ha ha ha, 问什么的说。